Chào các bạn, nay mình giới thiệu đến các bạn một cái giải pháp để build các hệ thống loa 2.1 hoặc là 4.0 công suất nhỏ đến từ hãng Shogondom. Ở trong ví dụ này, hệ thống setup của mình gồm có mạch GAB2 Plus công suất 2x30W và GAB3 công suất 2x50W. Ở đây mình sẽ chỉ sử dụng loa mang tính chất tượng trưng thôi. Mình có một loa chép công suất 20W và một loa toàn giải nhỏ. Như các bạn thấy ở đây, hai mạch GAB2 và GAB3 mình kết nối với nhau qua một sợi cáp 3 dây và một sợi cáp 6 dây ở đây. Sợi cáp 3 dây này có công dụng là để sẽ đồng bộ tín hiệu standby giữa hai mạch. Và cáp 6 dây ở đây sẽ để truyền tín hiệu audio giữa mạch GAB2 sang mạch GAB3 để xử lý qua DSP và lại được đưa về trả lại cho GAB2. Như hệ thống này của mình ở đây sẽ build được lên một hệ thống loa 4.0. Phân tần chủ động gồm hai kênh cho giải cao và hai kênh cho giải thấp. Nguồn của hai mạch này mình sử dụng là nguồn 19V và nguồn của hai mạch này mình có thể sử dụng chung với nhau. Đây mình đã kết nối sẵn các dây tín hiệu cần thiết và cấp nguồn. Các bạn có thể thấy đèn đang sáng ở đây. Ở trên GAB2 và GAB3 thì còn khá là nhiều cổng kết nối. Thì GAB2 sẽ có một cái kit cáp dành riêng cho GAB2 để kết nối các loại đèn báo và cái cổng mở rộng cho GAB2. GAB3 cũng tương tự như vậy, kết nối với mạch để lập trình cho DSP rồi các cổng mở rộng. Các cái này thì các bạn có thể tìm hiểu thêm tại cái datasheet của hãng. Giờ mình sẽ kết nối loa để chạy thử và mình sẽ giải thích cái công dụng của bốn cái port ở đây, là bốn cái biến trở ở đây để mình có thể chỉnh cái âm thanh nó thay đổi tác dụng như nào. Mình sẽ nói từ bên trái sang. Cái port số 1, cái port đầu tiên này, nó là cái volume tổng. Volume này sẽ là volume tổng của cả tín hiệu của cả mạch GAB2 và mạch GAB3. Giờ mình sẽ trình thử. Cái port thứ hai. Tại port thứ hai này thì công dụng của nó là chỉnh cái tần cắt của mạch GAB3. Nó sẽ chỉnh cái tần giải cắt. Thì cái giải cắt này nó sẽ cắt cái phần giải âm thanh thấp, bởi vì cái này nó sẽ điều chỉnh cho cái bộ lọc là high pass filter. Thì khi mình chỉnh cái này thì nó sẽ chỉnh cái phần âm thanh giải thấp bị cắt đi. Thì cái lượng cắt đi bao nhiêu thì là do mình chỉnh ở tại trên cái port 2 này. Vì một người lỡ yêu. Đêm sao. Muốn sang sale nhưng hết tiền. Đã cổ phí trả sao? 60 giây.
rồi lại lang thang, tình yêu thì miên man, ngày xanh cùng mấy tung tăng tự mình bên phim đàn. Nhìn em mình ngơ ngác, lòng anh chợt hơi căng, tình yêu này đến lúc lúc thấy anh sang vụt qua. Nụ cười tỏa hương nắng, bình minh vào mây trắng, hình như đã kéo tôi ôi thôi tình yêu đến rồi. Chẳng ai phải thắc mắc, còn tôi thì đã chắc, nàng ơi nàng hãy. Nhìn mình chỉnh ấy, chắc là các bạn cũng hiểu là cái công dụng của cái port 2 này như nào rồi. Thì về cơ bản thì khi các bạn để nó ở với mức mo, mức 0 này, thì tại mạch công suất DAB3, cái giải âm thanh được đưa ra loa là toàn giải full range đấy. Còn khi mà mình chỉnh tăng lên thì cái phần giải âm thấp sẽ bị cắt đi. Khi mình chỉnh tăng lên, cái giải âm thấp sẽ bị cắt đi. Tiếp tục đến port số 3 và port số 4. Port số 3 và port số 4 này nó sẽ có công dụng điều chỉnh cho mạch công suất, tín hiệu của mạch công suất DAB2 bên này. Cái port số 3 này là port cũng điều chỉnh tương tự như port số 2, nhưng mà điều chỉnh tần cắt dành cho bên mạch DAB2. Thì ở DAB2 ở đây mình đang kết nối với một con chép. Chép này mình không hề kết nối tụ nhá. Không hề kết nối tụ, và không cần phân tần thụ động. Để cho các bạn nghe nó rõ hơn được cái tiếng âm thanh ở trên con chép này mà không bị cái con này, cái con loa toàn giải nó lấn, thì mình sẽ rút tín hiệu của loa toàn giải ra và chỉ để chép chạy, thì mình điều chỉnh cho các bạn thấy rõ cái sự thay đổi khi mà mình điều chỉnh hai cái port 3 4 này. Đây là toàn bộ tiếng chép này. Cũng tương tự như đối với port số 2, thì port số 3 khi mà mình vặn kịch về bên tay phải thì nó sẽ cắt toàn bộ cái phần giải âm tần thấp, và giải mid và giải bass sẽ được cắt bỏ. Thì khi mình chỉnh trở về bên tay trái này thì sẽ cho tăng thêm cái giải chép và giải mid và giải bass. Thì cái đấy là tùy vào cái khả năng đáp ứng của loa và cũng như cái nhu cầu nghe của mình, thì mình chỉnh cho nó phù hợp. Như ở đây khi mình chỉnh về đến khoảng tầm 50% thì nó sẽ bắt đầu có cả âm bass được đưa vào trong cái loa chép này. Như cái loa đây mình đang sử dụng, loa này có thể đáp ứng được cả giải mid, giải high mid. Thì như các bạn thấy công dụng nó cũng tương tự như port 2, nhưng mà nó lại điều chỉnh cho bên mạch DAB2, và cho cái vế bên vế bên này, vế bên bên giải chép. Còn cái port số 4 này là mình để điều chỉnh cái gain, mình hiểu nôm na điều chỉnh cái âm lượng của giải, của âm lượng của cái tín hiệu mà mình đưa sang cái mạch DAB2 này. Đó,
port 4 này nó chỉ có tác dụng đối với cái tín hiệu của mạch GB2 nhé. Còn đối với mạch GB3 này thì âm lượng sẽ được điều chỉnh ảnh hưởng bởi cái port 1, coi là cái volume tổng của cả hai mạch. Vậy là về công dụng của 4 cái port này và cái cách kết nối cơ bản thì nó chỉ có vậy thôi. Ok, chào các bạn.